Rồi tôi xin được phép các bạn trước hết là chúng tôi xin có lời chào đón, chào mừng tất cả các bạn tình thân yêu, tình anh em trong phố bảy đến với nhau đây. Và tôi cũng xin phép lại cho tôi được thay mặt anh em nước ngoài gửi lời thăm hỏi ân cần trong tình thân yêu mỗi ngày một tăng lên khăng khít với nhau đến gia đình, đến các bạn. Anh chúc, anh Linh chúc, anh Đoàn lời thăm hỏi đến cả gia đình. Tư dục, an vui, tư dục nữa. An bình, được tư dục nữa. Và sức khỏe. Ra đến ra chào mẹ đâu quá là kìa đây mẹ. Ra ngoài, Linh chúc mấy vừa anh Dục nhắn vừa lần hai lần đó. Nhớ đi nha. Nói là bà chị đã đi chứ để ông đi đâu, tiền ông để lung tung. Ngồi đây chúng ta là tâm sự. Đứng tôi để sửa lại để quay cây chim bạc gió trừ đã bỏi hãy tìm về một cõi yên có thơ có nhạc có bài 43 năm bài nhỉ từ ngày mình ra trường cuộc đời rồi phía bạn đưa mỗi người một phút hôm nay mình nhìn lại bạn bè còn có nhạc lỡ mái này mất dấu nỗi buồn về tâm hãy tìm về với nhau ôn chuyện thời son trẻ như một bước bây giờ sao mẹ hãy góp một bàn tay vun bồi tình bạn dầu chúng mình còn cách xa em chân trời hay vẫn mãi trường thân thương ấy vẫn trong lòng như người bạn xưa ấy vẫn trọn đời. Chúng ta thấy là tất cả những cái tâm tình mà chúng ta đều có với nhau giống y như vậy đã được gói ghém bản thơ của anh ấy. Điều rất mừng đối với chúng ta là cả chúng ta về sau này càng lớn lên chúng ta đều có chúng ta có được những nhân tài xuất hiện. Thí dụ hai nhà thơ này, nhà thơ chúng ta là nhà thơ Mỹ là Mỹ là nhà thơ. Nhưng mà trước tiếp là đây có nhà thơ này ở trong này cũng có nhà thơ mới nghĩa là giới thiệu hai nhà thơ mà còn một ca sĩ nữa tức là ca sĩ Hà Uy với bao đây rồi nhạc sĩ nữa nhạc sĩ Vũ Hùng à Vũ Hùng rồi nghĩa là MC Hữu Tình á bộ số Hữu Tình bộ tình tức là đồ tình bộ tình ngoại thì nó cứ nói đó là ngoại tình. Tôi thấy là đại diện có vậy cũng như là chiều linh hóa trong cái lời chia sẻ của chúng ta nó bữa năm nay á anh em chúng ta tập hợp mà nơi đây nghĩa là vừa nghĩa là có thể nói là đột xuất đó là do nghĩa là có cái lý do là một số anh em ở nước ngoài cũng có bảy nước ngoài thì có gửi về một số quà để cho một số anh em gặp khó khăn ở Việt Nam thì cái chuyện này á thì nghĩa là cái số tiền mà gửi về á cũng tương đối nghĩa là khá nghĩa là khoảng cỡ chừng 1.600 đô gì đó nha lát thì lát nữa thì Âm Tùng ảnh sẽ đọc cái danh sách các bạn ở khóa 7 nước ngoài gửi về và người mà thụ hưởng thì có bốn anh em đó thì rõ ràng là bốn anh em cũng đã biết đây là khó khăn rất nhiều thành ra là cái chuyện đó chia cho bốn anh em đó thì bây giờ đó thì có lẽ là anh Tùng anh sẽ đọc lên cái những cái vị nghĩa là hảo tâm đồng thời nghĩa là có những cái món quà để giao lại cho một số anh em khó khăn ở tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Tôi nhớ đầu tháng 11 vào khoảng đó, tháng 11 năm nay. Bây giờ đã là tháng 12 rồi, tôi còn dám rồi. Thì nó bắt đầu bằng một cái email tôi nhận được. Các anh gửi cho các bạn nước ngoài gửi cho nhau.
nói rằng các anh xem bên Việt Nam có anh em nào khó khăn thì chúng ta cũng đỡ. Thì bắt đầu từ đó anh người chủ chủ trì mà phát lên là anh Nguyễn Trúc Lập. Rồi có anh Trúc Lập email người này người nọ. Rồi sau cùng anh Trúc Lập cũng ra một cái một lời kêu gọi quyên góp theo một email gửi cho tất cả. Thì cái email đó thì tôi là do công việc của tôi làm cho nên là tôi thường xuyên online suốt ngày, sáng từ chiều tối tôi đều online ấy. Và mỗi ngày tôi nhận email của anh khoảng 5-6 cái email, sáng trưa chiều tối đều có, 5-6 cái bỏ ra là thấy liền. Thì nó có một không khí rất là rộn ràng, phấn khởi, vui mừng. Tự nhiên bây giờ chúng ta lại tìm về nhau, đúng như là anh Trúc Lập nói, hãy về tìm về cõi bình yên các bạn thêm. Cái này là bài thơ vẫn trong lòng chúng ta, những người bạn xưa ấy vẫn chọn đời với nhau, vẫn còn đời tuyệt vời, vẫn chọn đời với nhau. Chính vì trong cái tinh thần ấy mà đáp ứng lời kêu gọi của một người, tôi xin được phép không nói tên, tại vì đó cho tôi nói, không cho tôi nói tên người này, xin lỗi các bạn, tôn trọng tôi đại biểu. Rồi thì bắt đầu từ đó trong chương trình với cởi thì trong anh Nguyễn Trúc Lập thì anh nói rằng là trong khi yêu người tôi thì anh nói rằng là tôi hy vọng cái đường tổng cộng phải trong cùng từ giờ từ 600 đến 800 đô thôi, nhưng mà chỉ trong vòng khoảng chỉ 3 ngày đã 400-500 đô rồi. Thì trong cái đào phấn khởi anh em rất vui mừng, trong nhóm rất vui mừng. Thì bên đó có lập ra một cái nhóm mà thường trực, nó gọi là thường vụ đó, gồm có anh Nguyễn Trúc Lập, anh Nguyễn Hùng, anh Vũ Thành, đó là những ba người nhà như là hoạt động tích cực nhất. Tất nhiên là cũng có các cô nữa, các cô của chúng ta nó ngũ nương nương đó, theo từ của chị Hà gọi là ngũ nương nương, thì đóng góp liền tức thời. Và cái người nhận bên Mỹ là anh Nguyễn Trúc Lập. Điều các anh cho các tôi có viết thư liên tục như vậy, cho nên các anh và tôi để nhớ bằng ông Tùng đi, ông Tùng là người nhận ở bên này, ok liền, có vấn đề rất đơn giản đó, bắt đầu tiền bắt đầu gửi về. Thấy ai, ngày nào cũng có cái thủ tục để cho các anh bạn ở bên nước ngoài thấy, nghĩa là chúng ta đã giao quà cho các bạn nó đâu cái đó anh đã chết nè, mình làm được bây giờ, mình làm được bây giờ. Tôi xin phép, bây giờ nó có cái, bây giờ đó thì ở đây nó có bốn cái bao thơ. Thì đầu tiên thì anh Nguyễn Hoàng Cúc tất cả mọi cái, nghĩa là nó trên cái số trên máy ha, thì các bạn ở bên đó cũng không muốn để cho biết là tặng từ này bao nhiêu kia bao nhiêu, nhưng mà có nói riêng thành ra là chúng tôi nghĩa là để cho bao thơ đó thì xin gửi Nguyễn Hoàng Cúc. Người thứ hai là anh Lê Trúc, Lê Trúc xin gửi lại Lê Trúc, đây là quà của anh em phá bảy hải này. Cái này là tiền đô không có tiền đâu nha, các anh đưa như thế nào tôi đi trang vậy, toàn tiền đô không. Ở đây thì anh Đoàn thì lại có hai cái thơ. Anh Đoàn thì hơi đặc biệt nha, anh có tại vì cái anh nói như thế này, một có 100 đô Canada của anh Lê Mối Hùng, mày đưa cho anh Mối Hùng cái 100 đô đó, thằng này nó lanh lẹ, nó chuyển qua được, nó chuyển qua Canada, chuyển qua tiền Việt, cái biết chỗ nó này lanh lẹ như trang vậy đó, đưa cho tiêu dùng là thua. Bây giờ đây là trong này của anh món, đô Canada. Rồi, đây là món quà của anh em Phá Bảy ăn lại gửi lại cho anh ta. Ở đây có một người gửi, ở đây có tên, nhưng mà đưa tôi nghĩa là ở một nơi ăn sáng và một nơi khác, thành ra là tôi gói ghi hết đàng hoàng, tôi sợ quên tên đó, tôi có ghi luôn, nghĩa là gửi lại cho anh Đoàn cái phần này là cái phần riêng anh cái này bạn hữu, tôi liên quan giờ cuối cùng là anh Dục, rất tiếc là anh Dục có tới đây nhưng mà không biết làm sao để tôi cố gắng níu kéo anh ra lại, nhưng mà anh qua đi qua đi lại dòm cái thấy anh đi mất thành ra giờ cái này chắc có lẽ là giao lại cho anh Tùng để trực tiếp
gặp anh Dục và giao lại cho anh Dục. Ở trong này thì nó có hai phần, một phần là của anh em khóa 7 nước ngoài gửi, một phần này đó là có một người bạn gửi cho anh Dục. À, mà nước biết là để này ra quay phim ha, cứ nói chuyện tự nhiên hay gì trò chuyện vậy ha, rồi tự nhiên đi để quay phim, quay phim từng người ha, đó thấy. Vì á là phải là liên lạc hơi bị khó, gọi vậy. Tôi gọi anh Quỳ hai lần rồi là không được. Anh Quỳ ha, không biết giờ phút này anh tới được là quá hay. Anh Ninh, tôi gọi anh Quỳ hai lần không được. Lần này chắc phải đi họp.